Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Cái thuốc mà sử dụng để trị cái con sâu đục trái cà tím thì em có cái loại mà diệt rầy này, sử dụng kết hợp cùng với cả cái chai đại bàng lửa này cô chú anh chị em nhé. Một chai với một cái gói đại bàng lửa, các anh chị kết hợp cùng với nhau pha được khoảng từ 200 đến 300 lít nước nhé. Nếu như trong trường hợp cái cây cà tím nhà mình mà nó có nhiều quả non thì các anh chị pha một cặp này cho 300 lít nước và các anh chị phun xịt cho nó. Phun xịt nó để nó diệt những cái con như là con rầy, rệp và cả những cái con như sâu đục quả trên cây cà tím luôn nhé. Hoặc cây cà tím còn nhỏ mà nó bị những cái con rầy xanh tấn công thì các anh chị một cặp này pha 300 lít và các anh chị phun ướt đều, phun phủ ướt đều hết cả cây và lật ngửa bét lên phun từ dưới phun lên để cho nó tiếp xúc cả dưới mặt lá nữa thì hiệu quả nó sẽ cao hơn để đánh những cái con rầy xanh này nhé. Và cái cặp thuốc này thì nó có tính lưu dẫn mạnh và ngoài ra nó còn có thêm tác dụng nữa là diệt cả trứng của những con sâu rầy, tác dụng diệt nhanh hơn. Khi phun thì các anh chị nên phun xịt nó vào buổi chiều mát nhé. Buổi chiều mát thì thuốc nó sẽ hấp thụ được tốt hơn. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ hạn chế được cái việc như bị nóng cây này. Thuốc này thì nó cũng có tính nóng nhưng mà nó không có nóng nhiều. Cái đơn hàng này là em gửi về Long An để sử dụng cho cây cà tím này. Đây là đơn hàng của anh Tân. Ngoài sử dụng cho cà tím thì các anh chị cũng có thể là sử dụng nó để cho dùng cho cây những cây như là cây bí này hoặc là cây đậu bắp. Cây đậu bắp có một số anh chị ở một số tỉnh như là Bình Dương hoặc là Bình Thuận đang sử dụng cái sản phẩm này của em dùng cho cây đậu bắp để trị những cái con như là con rầy xanh nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng cái cặp thuốc mà đại bàng lửa với cái diệt rầy này thì cũng có thể là liên lạc với em qua những cái số điện thoại ở trên màn hình nhé. Cái dòng số bên trên của em là có Zalo. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới về nhiều loại cây trồng khác nữa nhé.